Thông tin về dự báo thời tiết sẽ tiếp nối chương trình. Nắng nóng liên tục xuất hiện trong hàng tháng nay tại khu vực Tây Nam Bộ. Không biết là hôm nay thì khu vực này có khả năng có mưa trái mùa không chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, xin chào quý vị khán giả. Khả năng là sang hôm nay thì Tây Nam Bộ có thể sẽ xuất hiện mưa trái mùa nhưng chưa thể giảm nóng đâu ạ. Như tại thành phố Cần Thơ thì dự báo từ giờ cho đến đầu giờ chiều nay thì nắng mạnh dần, nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Nếu như lúc 8 giờ nhiệt độ khoảng 27 độ C thì đến 2 giờ chiều nhiệt độ tăng lên 34 độ C. Nóng rõ nếu như mà chúng ta ở lâu ngoài trời. Khả năng đến 5 giờ chiều thì sẽ xuất hiện mưa trái mùa nhưng với lượng nhỏ và sẽ dứt nhanh, không đủ để có thể giải nhiệt. Ngoài Cần Thơ thì nhiều nơi khác ở Tây Nam Bộ cũng sẽ có mức nhiệt khá cao vào trưa chiều nay, như tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và cả Phú Quốc, 32 đến 34 độ C. Những nơi nóng nhất như Tân An, Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc, miền Đông Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, mức nhiệt 35 đến 37 độ C. Trời nóng, các em nhỏ thường thích đi tắm ao, hồ, sông suối để có thể giải nhiệt. Và để phòng tránh tai nạn đuối nước, các bậc phụ huynh lưu ý giám sát trẻ nhỏ, không cho trẻ đến khu vực có nước sâu hay là có biển cấm. Các em nhỏ nếu thấy bạn mình có nguy cơ đuối nước thì cần gọi thật to để người lớn có thể đến giúp, đồng thời tìm dây và xào dài để bạn tóm lấy và kéo bạn lên bờ. Thành phố biển Phú Quốc dự báo trưa chiều nay trời nắng khá mạnh, nhiệt độ cao nhất 33 độ C. Đến chiều tối, mưa trái mùa có thể xuất hiện nhưng với lượng không lớn và sẽ dứt nhanh. Lịch trình ra vào các đảo Côn Đảo, Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu trong hôm nay cũng sẽ thuận lợi khi mà dự báo vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây không quá cấp 4 là mức an toàn cho tàu thuyền hoạt động.